Hôm nay là thứ sáu và hy vọng quý vị và các bạn vẫn còn nhớ một điểm hẹn với chúng tôi vào lúc 20:30 trên kênh VTV1. Tối nay chương trình bình luận thể thao sẽ lên sóng và ở cuối bản tin thể thao trưa nay sẽ là một bật mí cho chủ đề của chương trình tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mọi chuyện đã được sắp đặt để Brazil vô địch. Tôi sẽ cố gắng để thành công. Tôi chưa hề thống nhất một con số tiền lương nào.